Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết đại hội lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2023, xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đến cuối nhiệm kỳ, trở thành phường. Hơn 2 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Lâm đã rất nỗ lực thể chế hóa nội dung nghị quyết đưa vào cuộc sống, đến nay đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Nho Lâm là thôn được chọn để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đầu tiên của xã. Những buổi họp chi bộ thôn đều đưa ra các nghị quyết, trong đó có nghị quyết xây dựng nông thôn mới để đảng viên và nhân dân thực hiện. Do đó, hàng trăm mét đường trục thôn đã được mở rộng từ 3,5 mét lên 7,5 mét. Khu vui chơi thể thao của thôn đang hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Khu văn hóa tâm linh, các ngõ xóm nhỏ đều được người dân ủng hộ tự nguyện hiến đất để nâng cấp mở rộng. Thực hiện cái nghị quyết của đảng ủy đưa về chi bộ, cứ mỗi tháng triển ra nghị quyết một lần bản, sau đó là sẽ thông báo trên hệ thống truyền thanh, được nhân dân là cũng rất là đồng tình ủng hộ. Còn thực hiện cái quy chế dân chủ ở cơ sở thì là một năm là chúng tôi đối với cơ sở, chúng tôi họp dân là hai lần, triển khai một số công việc, hai là báo cáo kinh tế tài chính của địa phương. Trong 2 năm qua, Ngọc Lâm đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để nâng cấp mở rộng gần 20 km đường trục xã, đường liên thôn với quy mô mặt đường rộng 7,5 mét. Xây mới hoàn thiện hệ thống mương máng tưới tiêu phục vụ sản xuất, đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí, nhà văn hóa tại các thôn, quy hoạch khu thương mại trung tâm xã. Đây được xem như kết quả bước đầu của việc thực hiện nghị quyết đại hội về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Mọi người là có việc làm rồi, dịch vụ hàng quán cơ sở vật chất phát triển. Tôi là những người gọi là buôn bán cũng nhờ vậy mà cũng buôn bán được hàng hóa tốt hơn. An ninh ở đây thì rất là tốt. Điện đường trường trạm mấy năm gần đây là thay đổi kiến thiết nhiều, người dân rất là vui vẻ, chung tay chung sức để xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 26 của Đảng bộ xã Ngọc Lâm phấn đấu đến năm 2025, bình quân thu nhập đầu người 80 triệu đồng trên một năm, đến nay đã đạt trên 60 triệu đồng. Năm 2021, xã đạt nông thôn mới nâng cao, sớm hơn dự kiến 2 năm. Đây là cơ sở vững chắc để địa phương này hoàn thành mục tiêu của nghị quyết đã đề ra về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và sớm trở thành phường nội thị. Giao cho chi bộ triển khai từng nghị quyết cụ thể toàn thể nhân dân và lấy cơ sở thôn và được nhân dân hết sức nhiệt tình ủng hộ các công việc rất là thuận lợi. Thời gian tới thì chúng tôi tập trung cho cái việc mà xây dựng kết cấu hạ tầng, quan tâm đến thu nhập cũng như là việc làm cho nhân dân, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt được cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và đủ cái tiêu chí phấn đấu lên phường nội. Cùng với đó, Ngọc Lâm đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.